Thưa quý vị, thưa các bạn, là tỉnh có tới 12 cửa khẩu, trong đó có 2 cửa khẩu quốc tế, 1 cửa khẩu song phương và 9 cửa khẩu phụ, thông thương với tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Lạng Sơn luôn được đánh giá là cầu nối quan trọng trong lưu thông hàng hóa. Để làm tốt được vai trò này, hoạt động xúc tiến thương mại luôn được Lạng Sơn đẩy mạnh quan tâm, qua đó đã giúp tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp Việt Nam với thị trường Trung Quốc. Theo đánh giá của Bộ Công Thương, tổng kim ngạch các loại hình xuất nhập khẩu qua Lạng Sơn những năm gần đây có tốc độ phát triển bình quân tăng từ 20 đến 25% một năm. Hàng năm có gần 3.000 doanh nghiệp cả nước thường xuyên có hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu của tỉnh. Lưu lượng xe Việt Nam và Trung Quốc vận chuyển hàng hóa qua các cửa khẩu đạt khoảng trung bình 4.000 lượt xe một ngày. Riêng trong tháng 10 năm 2018, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn Lạng Sơn ước đạt 3,85 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, xuất khẩu 2,45 tỷ đô la Mỹ và nhập khẩu 1,4 tỷ đô la Mỹ. Ý thức được tầm quan trọng của công tác xúc tiến thương mại, thúc đẩy mở rộng hợp tác kinh tế giao thương, Lạng Sơn đã tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến thương mại hiệu quả. Trong đó, có hội chợ quốc tế Việt Trung được tổ chức thường niên luân phiên giữa Lạng Sơn Việt Nam và Quảng Tây Trung Quốc. Năm nay với chủ đề liên kết hợp tác cùng phát triển, Hội chợ quốc tế thương mại Việt Trung 2018 đã làm tốt vai trò cầu nối liên kết khi thu hút được sự tham gia đông đảo của các đoàn doanh nghiệp khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Thành phố Sùng Tả và thành phố Lạng Sơn cũng như tỉnh Lạng Sơn thường xuyên tăng cường mở rộng hợp tác kinh tế thương mại. Cơ chế hợp tác và giao lưu cũng đã không ngừng được mở rộng. Kim ngạch xuất nhập khẩu giữa thành phố Sùng Tả với Việt Nam 9 tháng đầu năm 2018 đã đạt 86 tỷ nhân dân tệ, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2017. Tham dự hội chợ lần này, đoàn chúng tôi có tới 30 doanh nghiệp, thể hiện mong muốn hợp tác giao lưu thương mại sâu rộng hơn nữa với các doanh nghiệp Việt Nam. Đối với Việt Nam, Hội chợ quốc tế Việt Trung Lạng Sơn 2018 thu hút trên 300 gian hàng của đông đảo doanh nghiệp ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Nhiều mặt hàng nông sản có thế mạnh như là gạo, cà phê, thanh long, chôm chôm, dưa hấu, trà, chanh leo, thủy hải sản, vân vân của Bình Thuận, An Giang, Long An tham gia trưng bày cho thấy doanh nghiệp cả nước đã quan tâm tới hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng này khi tiếp cận thị trường Quảng Tây và mở rộng các địa phương khác của Trung Quốc. Nhiều doanh nghiệp đã tìm được đối tác ngay tại hội chợ. Đến với hội chợ quốc tế thương mại Việt Trung tại Lạng Sơn lần này thì chúng tôi cũng rất là mong muốn mang cái sản phẩm cà phê của Việt Nam được giới thiệu đông đảo đến tất cả những khách hàng. Vì khi mà đến tham dự hội chợ thì khách hàng mới có thể trải nghiệm được tất cả những sản phẩm của các doanh nghiệp tham gia hội chợ. Thì khi mà trải nghiệm thực tế thì khách hàng mới cảm nhận được cái chất lượng cũng như cái giá trị sản phẩm của các doanh nghiệp mang lại. Là doanh nghiệp chuyên về phân phối nông sản nên những sản phẩm này của các doanh nghiệp Việt Nam luôn được chúng tôi quan tâm. Nước bạn có rất nhiều nông sản ngon và độc đáo và được thị trường chúng tôi ưa chuộng. Trước đây, công ty chúng tôi chỉ liên kết hợp tác kinh doanh chủ yếu các mặt hàng nông sản ngắn ngày như nhãn, vải, xoài, v.v. Tham gia hội chợ lần này, chúng tôi tiếp tục mở rộng thêm mặt hàng nông sản đã qua chế biến, sấy khô và đã tìm được đối tác của Việt Nam sản xuất mặt hàng này. Để tiếp tục phát huy tốt vai trò cầu nối, liên kết vùng miền, lãnh đạo Sở Công Thương Lạng Sơn cho biết, thời gian tới, ngành công thương sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở ban ngành liên quan, đẩy mạnh công tác đối ngoại, trong đó phối hợp chặt chẽ với chính quyền Quảng Tây, thành phố Sùng Tả, thị trấn Bằng Tường và các cơ quan chuyên môn phía Trung Quốc, nhanh chóng cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi, thông thoáng cho doanh nghiệp. Tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính, nhất là thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, không để hàng hóa ùn tắc tại các cửa khẩu, đẩy mạnh hơn nữa hoạt động xúc tiến thương mại. Đối với Lạng Sơn, vẫn cứ tiếp tục là tăng cường đầu tư cái hệ thống cơ sở tầng tại các khu vực cửa khẩu, hệ thống giao thông, rồi là mở rộng thêm các mô hình điểm thông quan mới. Những cái chương trình này chúng tôi về phía Lạng Sơn nó cũng đã có cái sự bàn bạc và phối hợp với Trung Quốc triển khai từng bước. Tôi nói ví dụ như là mở thêm những cái tại các khu vực cửa khẩu sẽ mở thêm những cái luồng gọi là chuyên dụng để phục vụ xuất nhập khẩu, mở rộng các cái điều kiện bên bãi, và đặc biệt là Lạng Sơn có một cái chiến lược dài hơi, đó là đầu tư cái khu trung chuyển hàng hóa. Trung chuyển đây là không phải là của Việt Nam, riêng của Việt Nam, mà sẽ trung chuyển tất cả hàng hóa của ASEAN tập kết ở đấy, sau đó là chuyển sang Trung Quốc. Theo Bộ Công Thương, Việt Nam nhiều năm liền là đối tác thương mại lớn nhất của Quảng Tây. Thương mại Việt Nam-Quảng Tây luôn chiếm tỷ trọng khoảng 1/3 tổng kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-Trung Quốc.
việc tăng cường xúc tiến thương mại giữa Lạng Sơn Việt Nam và Quảng Tây Trung Quốc, cũng như ủng hộ lẫn nhau trong việc tổ chức các sự kiện giao thương, giao lưu văn hóa, du lịch giữa Lạng Sơn và Quảng Tây, mong muốn của doanh nghiệp Việt Nam, người dân hai bên trong phát triển kinh tế, ổn định chính trị vùng biên giới.